Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này thì đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. 2019 này, rất mới, rất là đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Chiếc xe này là màu xám. Chiếc xe này ở phiên bản E số sàn các bạn nhé, sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 7 vạn rồi quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài các bạn thấy đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Toàn bộ những cái nước sơn này là nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều này. Đấy, và cụm đèn hậu đây, rất là mới luôn, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này. Đã nhìn sườn bên lái này, đây là cái phần sườn bên lái này, nước sơn zin cũng còn rất là nhiều các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị camera lùi rồi. Đấy. Nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cụm đèn còn mới nguyên này, chưa có vết xước này. Đấy, cụm đèn này. Đấy, chưa có bị vết xước nào đâu các bạn nhé. Toàn bộ về cái phần ngoại thất đều rất là đẹp như này đây các bạn này. Chúng tôi để ngoài trời cho nên là chiều hôm qua rửa sạch đi rồi. Nhưng mà qua một đêm cái là vừa bụi vừa sương nên là nhìn nó hơi bẩn một chút thôi. Chứ đều rất đẹp, rất là mới đấy ạ. Đây, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, keo chỉ này còn nguyên này, tappi cánh cửa đây các bạn này. Đấy, vô lăng cần số. Đấy, nội thất ghế da đều rất là mới này. Vô lăng cần số đây. Đấy, đều rất đẹp luôn. Đây, chiếc xe được sản xuất năm 2019 các bạn nhé. 2019 luôn này. Đây là cái mức tiêu thụ mà nhà sản xuất công bố dành cho chiếc Vios 2019 phiên bản số sàn này các bạn nhé. Chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị chỉ 7,3 lít này. Nhưng ngoài đô thị chỉ 5 lít thôi các bạn ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Và đây là cái phần tappi cánh cửa phía sau bên lái này. Nội thất đằng sau này cũng đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn này. Đấy, nội thất phía sau này. Lăn bánh hơn 7 vạn km thôi, chủ xe đi rất là giữ gìn. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau. Đây, cốp sau đây. Để tôi giới thiệu phần sau cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe các bạn nhé. Cốp sau này, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau này. Lớp sơ cua này. Đấy, thảm nỉ này, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Kích đồ nghề này. Đấy, đầy đủ hết luôn. Đấy, bộ kích và đồ nghề này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái phần này, cánh cửa phía sau. Đây, keo chỉ cánh cửa này. Tappi cánh cửa này. Quý vị bạn xem thấy là cái tappi nó rất là mới như này đấy ạ. Đấy, những cái phần nhựa này. Đấy, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Nội thất này. Rất đẹp luôn.
2019 đấy các bạn ạ. Keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp như này đây ạ. Toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh các bạn thấy đấy ạ, đều rất là mới này. Toàn bộ về ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp, rất là mới như này rồi. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Phần động cơ của chiếc xe đây. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2019 này là một cái khối động cơ xăng, động cơ đua VVTi các bạn nhé. Đấy, động cơ đua VVTi này. Ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản này. Đấy, nguyên bản hết luôn này. Đấy, ốc chân cabo này. Cho đến những cái xương này còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, và động cơ thì còn nguyên hết. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E 2019 này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.